Rồi, đã có hai người thông minh. Đi vào giờ số
Đọc đi. Đọc đi. Hàng cuối cùng hả chị? Số bắt đầu dò số cho quán chị. Số nào? Số 6 đâu? Có 1, 26, có 2, 37, số 6. Và con số cuối cùng là con số 43. Có đèn ngủ, người là chủ nhân đột dạy. Chủ nhân tiếp theo, hàng nào? Số 4. Có 4, 28. Có 28, 41. Có. Và con số cuối cùng là 59. Có. Chúng hai tổ. Chúng tôi quán chị đã có hai chủ nhân đoạt giải. Trước tiên xin mời tất cả quý chị hãy dành tay thật nồng nhiệt với con ta. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và xin mời hai chủ nhân bước lên sân khấu để tham gia vào một vòng tiếp tục. Chưa, mọi người đừng xóa bỏ lá vé nha. Bởi vì dòng đội này có hai người kinh trùng. Và trên vé tôi ghi rất rõ kinh trùng sản phẩm được chia đều. Tuy nhiên phần thưởng không thể nào sẽ làm đôi. Vì vậy hai người sẽ chơi bóc số ai lớn hơn lượm tiền. Để đừng bỏ vô rồi, bỏ vô hết rồi, bỏ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò tiếp một vòng nữa là dò tiếp tục chữ số nãy nha. Tuy nhiên bây giờ là có hai người đoạt giải, vì vậy là bây giờ mỗi người chọn một con số, ai lớn hơn người đó sẽ được phong bì về liền. Ai mà không số nhỏ thì coi như là về dò tiếp nha. Rồi hai trước. Rồi, rồi, trật tự nè, số mấy nè? 42, hai con số chị số mấy chị? Dạ chị, dạ chưa được không có nhiều. Một bên 42, một bên chỉ có 22 thôi. Dạ, vậy là thích mời chị về dò tiếp đây nhé, chị đây. Dò tiếp nha. Rồi, một ca la rằng đi cưng. Rồi, cầm vé đây, phần thưởng không rồi? Phần thưởng đâu? Rồi đây, đây cưng. Đây là mời cô trưởng đoàn lô tô của tôi, nữ hoàng chuyển giới Trịnh Kim Chi sẽ bước lên sân khấu trao quà cho chủ nhân may mắn. Đó. Rồi, dạ hồi nãy giới thiệu lại tôi đây, em tên là Angela Phương Dung, dạ chị ruột của Angela Phương Trinh. Còn con này tên gì cho tự giới thiệu đi. À, em tên là Thục Nằm Im. Thục Nằm Im. Đây là con Thục Nằm. Trời ơi, ông tâm băng mẹ cái đầu. Nhìn ảnh ngọt nước quá ha.
bắt đầu giờ số. Con số đầu đây nè, cho đọc cho nè. Con 14 á, cái này kêu rồi đó, con 14. Anh ơi, mấy bố anh đang vừa thôi, anh đang tàn mày gì? Con 14, 4, có 1, 3, 7. Không thấy sướng mà thấy rắn kìa. 3, 7 có 2, 40. 40 có 3. 51 có đủ. Có đủ. Rồi, một chủ nhân thứ hai đó là người đẹp Thái Minh Nhiên. Đâu? Rồi. Thứ hai, số 6 vừa kêu qua. Số 6 rồi. 14 có 2. 30 có 3. 30 có 3 đúng rồi. Và số cuối cùng là 55. 55 có 1. Có đủ. Có đủ đó. Giờ sẽ là cuộc quyết đấu giữa nữ hoàng Thái Minh Nhiên và chàng trai trên sân khấu. Xin mời người đẹp Thái Minh Nhiên bước lên sân khấu. Rồi, hai người sẽ lên trên thục pizza của ba cha nào bự. Nhiên ơi, vậy là hôm nay có duyên tiền định rồi đó. Lên đi cưng. Đêm nay sẽ dù thắng hay thua, dù ai thắng hay thua, em cũng kính chúc hai anh chị. Để Nhiên mới kêu lại, đang lấy về rồi mà Nhiên kêu lại đang chúc nè. Đây, thấy cái Nhiên đây. Dù ai thắng ai thua đừng buồn nha, chắc chắn là hai người sẽ trong năm hạnh phúc. Dạ. Dù ai nói ngại cũng yên nguyên nhìn đứng như là mà liên. Rồi, mời hai người hợp tay vô, hợp vô một đó, hai người hợp có một tuần đi. Một. Chưa tập đi. Bắt biểu cái. Em không kìa, không kìa. Không. Anh đó về, mình chỉ thôi cho số số đi là anh về, anh đi cho chúng thiệt nha. Một lần đi cưng, một lần đi cưng. Học quậy một lần đi. Bà Nhiên đúng tuổi luôn, 50 tuổi. Rồi sao mày đúng? 31. Em đúng tính nha, anh Tiến mới 50, còn em chưa 18 nha bạn ơi. Bây giờ phải dẫn trẻ cho nó khe á. Bây giờ là tối lâu giờ một người 34, một người 50 mình dẫn đi sao đây? Đương nhiên bạn nhớ mà lẫn thiệt. Hả? Bây giờ anh nè. Lớn tuổi thì đừng có ham giải em ơi. Còn em chưa 18 mà anh Tuấn Anh nói lớn tuổi. Ở đây lớn tuổi là cũng anh Tiến thôi nè. Em cảm ơn, bây giờ phải cho mấy người lớn tuổi con để có cãi rồi nó chết rồi sao em nè. Em sẽ chạy đó rồi sau đó là em với ai. Em với em là với ai. Ờ. Có gì đây mắc cỡ vậy mà chị ăn nhưng mà đâu có ăn nhau đâu mà không sợ mắc cỡ. Anh nói rất rõ ràng là anh định hưởng sao mày ăn cho anh không mày mà anh đâu đành sợ. Rồi giờ sao anh đâu giải đi rồi chứ quá. Chia đều đi. Chia đều nha. Dạ hai người thí sinh độc giả của tôi là chia đều. Vậy thì bà bầu mình chẳng biết là chia đều nha bà bầu. Dạ. Rồi hai người ra ngoài đổi mỗi người 25.000. Cái phong bì có 50 thôi nha. Chia đều thôi nha. Sau khi tôi coi vở kịch đó, ngoài mà
một câu.